Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video ngày hôm nay em xin gửi tới các bác là hai cặp loa của hãng Pioneer. Mã brand là CS77A các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Các bác có thấy là chiếc yên can dạng thì mắt cáo rất là đẹp các bác nhé. Và rất còn xanh và đẹp luôn. Vẫn còn là một vân gỗ nó còn sáng bóng. Ở đây xin phép các bác quay lại gần hơn để cho các bác thì là thấy rõ hơn về hai cặp loa này của bên em nó đẹp như thế nào. Đây quay mặt trên các bác thấy nhá, đây phần gỗ đây rất là đẹp luôn, rất là sáng nhá. Đây chia căn này quay các bác thấy rất là đẹp luôn. Đây các bác có thể thấy là chia căn của bên em. Rất là đẹp và sáng bóng các bác nhé. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ vào cho em hoặc liên hệ trực tiếp tại cửa hàng bên em. Em có rất nhiều mẫu loa 77A, 88A và 99A cho các bác có thể là lựa chọn cho mình một chiếc, một cặp loa ưng ý nhất. Đây sẽ bỏ cái căn này cho các bác từ bên trong. Em đặt cho bên đây. Bỏ cái căn này cho các bác thấy cặp loa bên em đẹp như thế nào. Em cặp loa bên em là không còn đẹp cả hình thức và chất lượng rồi các bác nhá. Chất âm này nghe rất là hay rồi. Đây là cặp loa tuyển chọn bên em hết các bác nhá. Bên em là chuyên nhập những loa dòng loa Pioneer 77A, 88A và 99A tuyển chọn các bác nhá. Các bác có thể là so sánh các cửa hàng khác xem là bên nào đẹp hơn nha bác nhé. Rất là đẹp luôn nhé. Bát 30 màng giấy và gân vải các bác nhé. Cho các bác thì để vào trong phòng ngủ hoặc là phòng bất cứ phòng nào với mẫu bát 30 rất là to luôn. Mà giá thì chỉ có 22.500 thôi các bác nhé. Là các bác đã sở hữu được một đôi loa của hãng Pioneer rất là đẹp luôn. Sau đây phép các bác quay ra mặt thật sau cho các bác có thể nhìn rõ hơn nhé. Em sẽ quay cho các bác nhìn ở sau. Đây, đây là mặt sau các bác nhé. 77A các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đây phần vỏ gỗ sau đây rất là còn sáng và mới nhá. Đây ta quay quay chiếc này cho các bác thấy rất là đẹp luôn. Rất là đẹp các bác. Loa thì bên em rất là nhiều nhé các bác nhé. 77A và 88A và 99A rất là nhiều. Và quan tâm đến mẫu nào cứ liên hệ qua cho em qua hotline là 035 44 568 để bên em có thể là hỗ trợ các bác. Và các bác ở gần có thể gọi địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, số nhà 147, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để có thể đến xem trực tiếp những cặp loa của bên em và chọn cho mình được những cặp loa ưng ý nhất ạ. Và các bác đừng quên đăng ký kênh và cho xin một like, một chia sẻ để ra những video đầu tiên để có thể các bác có thể cập nhật được những video ở trên kênh Nhất Long Audio cơ sở 3 các bác nhé. Sau đây em sẽ kết thúc clip tại đây. Hẹn tất cả các bác tại những clip sau.